Sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhá. Và trong buổi sáng hôm nay lại là một video clip giới thiệu sản phẩm. Thì trước mặt quý vị đây, nhà em đang có một bộ bàn ghế ăn. Bàn ghế ăn bằng chất liệu gỗ gõ đỏ và bao gồm có 6 ghế, một bàn, bàn tròn. Đây là hình ảnh tổng thể bộ bàn ghế ăn đây. Rất là đẹp. Bàn ghế Louis. Cực kỳ sang trọng cho không gian phòng bếp nhà chúng ta. Chiếc bàn này chúng tôi là một chân trụ tròn quý vị nhé, chân là chân trụ tròn có 4 thanh chống, cũng như là phần mặt bàn chúng tôi là mặt bàn đường kính là 1m4 1m37, chất liệu gỗ gõ đỏ rất là giá trị cũng như là bền. Phần ghế này bao gồm có 6 ghế, phần ghế này bao gồm có 6 ghế ở phần chân, chân ghế là đục chạm theo mẫu chân Louis quý vị này, chân Louis hoa lá tây, yếm hoa lá tây, mặt liền một tấm quý vị nhé, mặt liền một tấm rất là dày, dày 3 cm đây quý vị này, mặt liền dày 3 cm rất là giá trị. Phần vách đây, vách đây cực kỳ là dày dặn luôn, cực kỳ dày dặn và khỏe khoắn quý vị nhé. Và phần vách này được đục chạm những mẫu hoa lá tây này, hay là phần ván vách này là cũng là liền này và được chạm chẳng hạn. Phía trên này là có chính giữa bông hoa hồng thì gọi là mẫu cái Louis hoa hồng. Đây, hai bên này rất là nét, rất là đẹp. 6 ghế đều như nhau, cực kỳ là dày dặn. Đây, bên, dày dặn chắc chắn vô cùng luôn, hoàn toàn yên tâm về độ dày dặn cũng như độ chắc chắn của sản phẩm. Giá ghế rất là đẹp, chất liệu gỗ gõ đỏ. Quý vị thấy là cái phần mặt bàn này, phần mặt bàn vân gỗ rất là đẹp nhé, vô cùng giá trị khi chúng ta kê ở trong cái không gian phòng bếp nhà mình, cực kỳ sang trọng luôn. Bao gồm 6 ghế. Cái phần chân của tôi, riêng phần chân bàn là đây, phần chân bàn này cũng được đục chạm này, rất là cầu kỳ. Phần chân bàn này, một khối gỗ đặc và tiện tròn. Khối gỗ này có đường kính gần 30 cm quý vị nhé, khối gỗ gần đường kính gần 30 cm và có 4 chân đế được đục chạm hoa văn. Ngoài ra có những phần yếm bàn này cũng được đục chạm hoa lá tây, đục chạm hoa lá tây hết, rất là đẹp. Đây, 6 chiếc ghế đây. Quý vị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 510 816. Website đồ gỗ Tùng Tám.com. Ngoài ra thì chúng tôi còn có rất nhiều các sản phẩm đồ gỗ nội thất trong nhà khác, như là bàn ghế, giường, tủ, phòng khách, kệ tivi, đồ thờ, cuốn thư câu đối, án gian thờ. Để quý vị nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi, cũng như là bấm theo dõi kênh để có thể cập nhật được những cái video clip giới thiệu sản phẩm khác của chúng tôi. Xin chào mọi người.